với số đo ba vòng hoàn mỹ 10, 20, 30 thì không khác gì người đi thi Ai Cập. Vâng, với chân mình hoàn mỹ làm ra bánh mật đã từng đạt nhiều giải khuyến khích kỳ thi bé khỏe bé đẹp toàn quốc, cô rất tự tin sẽ mang về được một danh hiệu cho bản thân ạ. Thí sinh tiếp theo Vũ Minh Ngọc bằng số danh 8 bằng B. Cô sở hữu một đôi chân dài lý tưởng 1m1 và một chiều cao khiêm tốn 1m45. Vâng, chiều cao thì khiêm tốn, tầm và giới cách nhau 1 gang. Tôi nghĩ cô ấy nên dự thi giải dành cho thiếu nhi ạ. Thí sinh thứ ba cũng là thí sinh nam duy nhất của chương trình, Nguyễn Đức Duy. Anh không có số báo danh. Theo sự hiểu biết anh cho biết anh là sở thích biên chế, giọng hơi đề đề, thích uống cà phê và đặc biệt là mang cái máu dê. Điểm nổi bật duy nhất ở Duy đó chính là nốt nốt ruồi như tay ở mông bên trái. Anh rất tự tin bước vào phòng thi áo tắm ạ. Hai thí sinh tiếp theo cũng là hai thí sinh cuối cùng được lựa chọn, Bùi Hương Ni và Đỗ Vĩ Ngọc. Xin được giới thiệu hai dân chơi Dubai đến từ bệnh viện Bạch Mai ạ. Ban tổ chức xin mời các thí sinh bước vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi vấn đáp ạ. Sau đây là 20 phút dành cho quảng cáo.